Đâu ơi? Đâu ơi? Bên này đúng không? Ở đâu? Ở đâu? À, vừa nãy thì em Hầu cũng báo cho qua em cái một cái tin khá là buồn quý vị. Là cái con lợn của nhà A Hầu ấy thì A Hầu báo là cũng bị chết. Chết mấy con đấy? Chết được không? Hả? Thứ cho Hầu đi à? Rồi hả? Dễ chứ. Ủa? Chết nhỉ? Chết chết buồn sao, quá nhỉ? Sao lại chết nhỉ? Hả? Sao lại chết nhỉ? Không. Hỏi mẹ thế nào, vừa nãy A Hầu cũng mới đi về thôi. Ơ lọc tôi đấy hả? Mẹ mới biết rõ được. Tôi lời dưới dưới ớt lộn chả tù tù hả? Áo đó thì phải tuần đi nữa à. Áo đó mất nhà thì cũng nhẹ chỉ chứa chả tù. Mẹ Hầu đi làm về xong rồi chết thế rồi. Đáng thế chết rồi. Bây giờ đáng chuẩn bị ấy, chuẩn bị lấy cám lợi cho ăn xong. Chuẩn bị lấy cám cho lợn ăn là thế chết rồi à? Thế thôi, tôi cũng vừa thích bỏ rồi. À, chỉ cho tao thấu rồi rồi sẽ mất nhà thì cũng nhẹ chả tù bỏ chết chuột tuần nè, ớt thế lì à. Mất nhà qua liều thì khiến tôi xuống nào, tôi tuần ớt thế tôi sao không tách ôn, sao không nhẹ không tách ôn. Thật thế à? Mẹ Hầu đi làm về mở cửa ra thấy nó to bên nó rồi. Nó mẹ là mẹ rồi. Chết thế rồi nhỉ? Khó hiểu nhỉ? Đèn thế. Ơ thật rồi qua tù nó mà chết. Nó mới chết mấy con kia. Ơ thật rồi qua tù đá. Tù đá nó à. Ở đây có một con đã chết rồi ạ. Thế con này con bé hơn đúng không? Vâng. Đen nhỉ? Có con kia hơn. Ồ. Như từ trưa hay là bây giờ mới bị nhỉ? À, có là phát hiện từ bao giờ khi nào ấy? Chắc là lúc vừa về, lúc đi làm về ấy. Thì... đèn quá nhỉ, lần nhà Hầu. Thế con bò nhà em có này thế nào đấy? Xem nào. Nhu đi nhu nhỏ. Kiểm tra con bò thế nào? Khi anh kia. Tôi ra Hầu, tôi ra xem. À, để con kia. Để cho. Để cho. Đâu mở như nào Hầu mở anh kìa. Khi xử nhung à. Khi xử nhung mà khi thì mê rồi. Kéo nhá. Khỏe mạnh bình thường đúng không? Ừ. Nhưng thì nhớ rồi á. Nhớ rồi. Thôi chỉ đâu à? Thế mới buồn chứ, bây giờ con lợn này chết, hôm nọ chết 3 con liền nhà này. Hôm nọ hầu 3, 4 con liền. Hầu 1 con có 2 con nữa. Cái nguyên nhân thì nó có ăn không nhỉ? Không hỏi mẹ Hầu không? Nó chỉ nó là. Cho con ăn không? Hả chứ? Thật kỳ phút nó đâu. À, thật chỉ nó tỏ nó lộ mà. Ô chị hạ tiền bố chị nó từ nên nó. Sáng nay thì hạ chị ăn rồi. Sáng nay ăn ít rồi, coi như là không ăn. Sáng nay là không ăn à? Ờ, sáng nay cho thì con cứ tưởng là chắc con chưa ăn ấy. Hai chỉ mới yết xỉu bú rồi, bú chỉ no rồi mà. Tạ kí, tự chỉ no, na tự chỉ no ấy. Na ít nó một nó không mẹ, ít nó nên không mẹ. Na mà chỉ nó kia nó, na chỉ nó kia nó. Tạ kí bú cả chục lúc nó mẹ chỉ nó kia đấy. Ý là cho thì ăn ít thôi, ăn ít dần. Sáng nay cho thì vẫn ấy cảm giác là nó ăn ít thì mẹ Hầu cứ tưởng là chắc mỗi ngày nó vẫn ăn thế, không để ý nữa. Thì lúc đi làm về thì thấy nàng thế này thôi. Đấy, chưa rồi. Con sót lại có ăn không nhỉ con này? Tụi nó hả? Chủ lộn nó chủ lộn nó. Lộn nó ăn. Hả con này vẫn ăn bình thường à? Vâng. Thế được rồi, mang ra lấy đi chôn đi Hầu, lấy ra mang đi chôn đi. Hầu. Không ăn đâu nha, con này không ăn đâu nha. Dạ. Chết không rõ nguyên nhân thì không ăn đâu nha. Cho tàu. Ốt này mà. Ốt lộ nhá à. Lớn hơn một tí thôi. Mang đi chôn nha, không ăn đâu nhá. Thế là nát tua. Không tiêu đâu, không được ăn đâu. Ăn bệnh tật vào người đấy. Không rõ nguyên nhân thì không ăn thôi. Bảo mẹ đút vào ba xong là lấy đi cho. Mà là tôi mua ở anh tỷ hả? Mấy tỷ. Mấy tỷ. Mà đi chôn luôn. Đấy, ngay cho sầu ra. Lấy cuốc ra. Quên.
À, nó đâu hả? Mày. Lấy cuốc đi, lấy cuốc chôn luôn, để, không ăn đâu. Cứ cùng phục vệ nhá, phục vệ đỡ nhớ để thắt nó như như sủa phục sọ trống sọ trống. Ở đâu đi đường chỗ đây, đường mình về đấy đi. Ờ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cho hổ to to một tí, to to một tí, còn đôi cũng mùi. Chỗ này là không ấy đâu, sai sai nhà một tí là tốt. Cái bảo hầu nhá, có tất cả các con vật nuôi, con gì chết đều phải bỏ đi hết, không được ăn. Vâng. Hầu nhá, cho tùa cây này, cho bùa này cũng tùa to mà chỉ nôi á. Không được tiếc. Vì mình không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân là mình ăn vào là bệnh tật vào người là khổ ngay. Thôi lâu khai vụ tấu, khai vụ tấu gì. Nhá, không được tiếc một tí gì cả. Mình phải đảm bảo cho sức khỏe của mình đã an toàn đã. Không nhớ đâu bệnh vào người là khổ đấy. Không, 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 không. Nhá. To to tí, to to tí. Đấy chia. Đấy chia. Ta đi chia, quay đi. Mở miếng to 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 to. Chú này đất ngũ. Đào sau thoải mái. Đào xong không không về nhá. Đào đi ai nhá, hầu nhá. Chỉ đào phú là tôi khấn thôi nhá. Đã trôi hết rồi, có người vậy đào đi ăn thì không phải là trôn xong là tối về khỏi thời gian nhá. Mai kiểm tra đấy. Mai kiểm tra đấy. Chỉ đâu là khấn thôi nhá. Mai mình kiểm tra cũng thấy đấy. Không. Nó sủa. Nó sủa lưu mà to. À. À, tôi phát là thấy to. Không, chỉ bún non nó chỉ to là. Để đảm bảo cho sức khỏe không có vấn đề gì cả. Đi theo anh em thì chẳng cũng có thức ăn mọi thứ rồi. Lợn chết này là ăn là tách việc ấy. Đi tàu dậu luôn. Chúng đưa tuồng. Có tôn. Thấy chưa? Nó cứ xa. Buồn quá các cô chú giúp cho gia đình A Hầu mà con lợn chết không rõ nguyên nhân, thật sự là quá buồn chán luôn. Lấy về phát triển kinh tế cuối cùng không giữ được. Nhà cũng không phải là bỏ bê nó đâu, nhà là cũng cực kỳ là chăm sóc luôn đấy. Vào nhà lúc nào cũng thấy nồi cám lợn đầy ạc, mà ngoài đến lúc nào cám lợn cũng là thấy ăn đầy đủ, chứ không phải là bỏ đói chết đói đâu. Thế được đấy. Khoi cho ra khoi bạn. Cho tên này nhé. Sai à? À hầu không nóng à? Nóng rồi. Nóng không? Nóng rồi. Chỉ toát mồ hôi thôi, không nóng đâu phải không? À. Đây, thế thôi nhá. Ừ. Ta cho khiếu mắt, chị đạt. Cho rồi nhá. Mỗi ủ cho đồng hộ. Vào, vào, vào đi mụ. Như chú à. Không.
nó khập bị dập đấy chú ạ. Nhưng mà túi nó nhụa mà lỗ ấy. Một từ việc rất là đáng tiếc, rất là đáng buồn cho gia đình A Hầu. Cũng được hỗ trợ là nhà A Hầu và nhà em Pó, nhà em trai được hỗ trợ vật nuôi đến để phát triển kinh tế, nhưng mà không may là nó bị chết đi ấy. Bây giờ hiện tại là chỉ còn sót đúng một con thôi. Thế mới tiếc không như này. Nhà em Pó ở Khủy Liền chắc không có vấn đề gì đâu đúng không? Nhà em Pó với em vào Khủy Liền đấy. Máy em lấy chưa? Hôm nọ qua đấy vẫn thấy bình thường à? Vâng. Chán nhờ. Chán quá. Thôi không vấn đề gì. Nha, cấm lên mang về ăn nha Hầu nha. Không được đào lên về khỏi đào. Mai anh đến kiểm tra đấy. Tổng nội à. Mai đến thì thấy ở nhà lại treo các bên. Mai đến về nhà Hầu lại thấy treo các bếp và hai cái đùi thì nó sướng lắm nhờ. Nhìn buồn cười lắm. Cảm dạ rồi nha, mai đừng có mà ăn đấy. Thôi bây giờ cũng khá là muộn rồi, chắc bây giờ thì em Ngọc cũng ra ngoài thị trấn này. Bây giờ còn tầm 6 giờ tối rồi, ra ngoài thị trấn phải tiếng hơn tiếng đồng hồ nữa. Chắc em Ngọc cũng xin dừng cái video tại đây thôi. Xin chào quý vị ở những cái video tiếp theo.